Rồi tập trung lại, tập trung lại cái này, tập trung lại cái đi, đi luôn này. Nè giờ giờ cứ nói ai, ai nói đi, thử thử ai đứng, thử ai đứng lại. Đấy, quay hết 3 giờ xem ông nào đứng, xem ông nào đứng là biết liền à. Điều rồi đó, ok này, di chuyển đi. Kêu đi. Từ từ lại, chờ với. Rồi lên em ơi. Đó, lên điều điều đánh chứ, nãy sao mà đánh được. Đó, thử nó ăn được không? Nát ngay. Nãy mình lên gì mà người tới người sâu. Rồi ok. Đâu mà tù má, giờ tụi nó chơi tạo mấy hạt trắng ra lụm nữa chứ phải là ăn thua được rồi. Anh thấy nhiên là của đủ mà có ăn tăng nha. Rút lại vị trí cũ nè em ơi. Có bạch long đó kìa, phải là chơi tất cả cho NoS, chưa game nào nằm top 2, game này nhìn hay. Ok, có gì thấy thích thì cứ quất cái mấy PC gì mà tải game chơi thôi bạn ơi. Tải quất mấy PC. Quất luôn dàn gì chơi thôi. 43 cấp, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Ê, bà nằm lúc 1 giờ là chăm tớp luôn. Chưa bây giờ tới 1 lận, tớp 2 đó. Ê, bây giờ nha, tí nữa anh Thạch ơi. À, giao dịch bán em cái đai, xong đúng không? Xong đâu là em còn đến 6-7 rương thường á. Em mở hết. Em mở hết rương thường, xong rồi bắt đầu em sẽ mở vũ khí. Đó. Một là đường môn. Ừ. Một đường môn, hai là thủy yên sông đao. Nếu mà có đai, nếu mà có đai thủy yên thì đánh thủy yên sông đao. Còn không có cái đai thủy yên thì đánh đường môn. Dạ thôi. Hai đường, chỉ có hai đường đó thôi. Bây giờ mày bỏ cái túi bột gừng đi mà tính sao? Dạ anh em ơi. Rồi chuẩn bị mở rương anh em ơi, chuẩn bị sẽ khui rương cho anh em xem. Là đưa vào được. Sẽ khui hết rương hồng kia môn phá luôn cho anh em xem. Nếu mà được đồ gì thì chơi phái đó thôi. Chán con lôn rồi. Chơi con lôn gần tháng rồi. Ấy, đụng má mình đang nhặt. Đó, nhặt lẹ quá, nhặt lẹ quá. Mẹ nó cái chiêu đoạn hồn thích ở bên tay phải, kích trượt vào màn hình ấy. Trượt cái mất đam luôn. Cất tay. Cái tay cũng được. Cứ vòng tròn bốn ác tay. Cứ vòng tròn bốn ác cái tay thôi. Đó hết rồi. Má lẹ. Nhanh vậy luôn. Thôi nhanh vậy luôn. Ok giờ mở rương. Đang vui, đang vui, đang vui. Ôi nó rớt kìa, nó rớt kìa. Tới luôn, tới luôn. Tới luôn bác tài ơi. 674-600 luôn kìa. Mở rương nha anh em ơi. 700 mấy luôn kìa. Ai ạ? Đút, 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 đút. Thằng tanh đâu ta? Lộm, lộm, ta lộm nếu được ta. Đúng rồi, đút nha. Một rương này. À, hai rương này, ba rương này, bốn rương này, năm rương này, sáu rương này. Ai, 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 ai cho bán cho, ai mua kim dùng Khải bán hai kim anh em ơi, mở rương cái anh em ơi. Thằng dạng á. Đâu phải cái hộp này đâu. Ơ tụi ơi. 1 2 3 4 5 thiếu đứng thiếu 1 ca dạng. Thiếu 1 ca dạng thôi. Thiếu 1 ca dạng thôi. Anh đứng đâu? Anh đang đứng chỗ thần tiên. Chắc đi. Đợi đợt sau tôi đợt sau. Một người thôi, ca dạng nó thôi, không cần nhiều. 6 ca em 6 rương rồi mà. Tiền dạng, anh có tiền dạng không? Anh không, anh còn có ca mà. Thôi, má nằm rương mà đâm giờ chỉ thiếu 1 ca dạng ta. Thằng Tanh con này có tiền chưa? Chờ ta mượn. Mới cho mượn thì đó. Có khi hai cái rương bày ngay này ra vũ khí nữa nè. Mày đơn giản đâu. Đây, cái hả? Tôi mua ông kim nè. Hả? Tương Dương Bắc. Tương Dương Bắc cho mày. Mua cho Tương Dương Bắc thôi.
2 rương 7 ngày, 2 rương 15 ngày. À 4 rương, 4 rương này có thể ra vũ khí luôn nha. 4 rương này có thể ra vũ khí luôn nha anh em. 15 ngày này cũng có thể ra vũ khí này, 7 ngày cũng có thể ra luôn. Đó. Còn rương kia 1 tháng thì không nói, rương kia 1 tháng thì vứt. 6 không? Ừ. Ừ. Bên kia là vứt. Lên Hoa Sơn mở hả? Ai có cái bọn nghe mi chưa? Có cái bọn nghe mi rồi, Vũ Hình ơi. Không, thấy ngon lắm, thấy phiên bản này mạnh lắm bạn ơi. Đi tổng kim top 1 bao top luôn á. Rồi ok, cảm ơn Hạo Nhiên nha. Ok, lên anh em thích ừ, lên Hoa Sơn. Ra cái mũ Cô nha Khải nha. Anh ok. Chuyển Cô kia đao, à kiếm chơi. Hoa Sơn được. Cảnh kỹ trường đúng không? Chuyện Cô Lôn kiếm. Em đang định làm, em đang định làm xe con lôn kiếm làm xe nữa Nam ơi. Ừ. Đang định chuyển thiên nhẫn bỏ, thiên nhẫn cùi quá. Nếu là bạn được gì? Sáu rương. Trên nên giữa bị anh nhau đến thua. Trên thiên nhẫn anh thua. Chơi phải khác, con lông sắt phụ trợ tống kim cho nó khỏe. Đây. Rồi, đó đi đổi sâu rồi anh em ơi, mua một bình của tử rồi. Ok, Phước Duy. Lên Hoa Sơn mở theo yêu cầu của Phước Duy luôn này. Hả? Lên Hoa Sơn mở rương. Có chứ. Được cái dạy hộp coi, đủ máy được có 2 hả? Không bà. Phải luôn. Phải nhiều người đó kiểu bị lag cái lag đi lại. Ừ, đưa đây. Rồi. Ờ đây đây thì. Mình sẽ mong Khải thì Khải thích thì nếu mà nó ra đồ đường môn nhiều thì càng tốt. Ra đài thì yên càng khỏe nữa. Thôi ok, lên mở này mày. Các bạn đi. Xem cái đao à. Đao Khải đặng móc 126. Anh em. Đó, đao này đặng 126 anh em. 132 này. Ok, mở rương này mày, chương trình mở rương bắt đầu. À, tiền dạng, rút tiền dạng hả? 7k tiền dạng, ok. Hoa Sơn cảnh kỹ trường. Xin đài lần thí Huy Huy còn lấy nữa. Cộng đồ đường môn. Còn lấy gì anh? Hả? Còn lấy hả? Khui đầu tiên khui rừng một tháng trước. Có ai còn cần không? Anh Đức đủ chưa? Đủ rồi mà. Hạo Nhiên đủ chưa? Đủ má nhẫn nhẫn tứ không má. Ôi, một có. Cái nhẫn nữa là đẹp móc không? Không không không, cái nón ba cấp mới đạt. Giá cây kiếm quyền thiết kiếm kết quả 25 chứ. U lung má. Vãi luôn, tổng kỹ năng vẫn có một cấp không anh Thạch ơi? Vãi vậy? Hai cái rồi, hai cái kỹ năng vẫn có một cấp rồi. Thôi đừng. Tao có vô thì tao hoặc là tao đúng không? Tao đủ má cái gì vậy? Tổng cứu. Ôi đủ má, dài trời tóc nó 26 nè. Vãi luôn. 26 đặt móc cho anh Thạch coi thử anh Thạch, anh Thạch á. Móc cái lồn. À, nhìn vào tay tưởng u lung nữa chứ. Đủ mát tổng nhận kỹ năng không? Không nội ơi, đủ mát gì vậy? Vãi lồn. Ôi da, xương tinh luôn à, 3 cấp có đủ mát vào tay mát luôn, vãi lồn. Đéo cho cùng lồn ra xương tinh không nội ơi. Chán thiệt chứ. Ôi ôi, đủ mát vào tay mang lên tăng 300 lực tay anh Thạch. Đù nem xem này, mang trong cái tăng 300 lực tay này. Ôi giờ địt mẹ, gỡ vậy. Má đéo cho. Còn bot lên. Ra xương tinh mới đâu chứ. Hạo Nhiên. Đéo có món nào đường môn luôn thật ơi. Đi. Có mày. Ai còn tại tiền kinh gọi là mực thịt vô. Bao tay ngon hơn bao tay cũ này mày. Tay ngon hơn bao tay cũ. Đồ mà kiểu này chắc đổi đường môn. Vậy mày xin gọi là mực thịt đi, tao xin tại tiền kinh. Đôi tay này cũng đẹp, dáng lân 3 trưởng 3 cấp, tỷ điệp phòng vũ 1, tóc 26. Nhờ anh Thạch ơi, anh Thạch tháo bên tay anh Thạch xuống, anh Thạch cầm thêm 26 tóc, thử là nó được bao nhiêu tóc anh Thạch. Đồng cừu của em hả? Đã bảo là không đủ. Ý là hiện tại nhân vật bao nhiêu rồi mang 26 rồi nó được bao nhiêu á? 65 65 hả? 65, 26 mới 91 rồi.
đéo mình thua, mới 81 à. Mới 91 à. Ê không chê được rồi mẹ ơi. Mới 91 à. Mẹ thằng rồi là đang đổ sát tao. Nó Thiên Quang, ok. Bây giờ xem nó mở nó Thiên Quang. Mà được bao tay xương tinh mát mày. Mát mà giờ không lại không chơi cùng luôn. Má chán thiệt chứ. Mát luôn. Cái khải hai món thôi, cái khải 5 món đéo có thêm chứ. 5 món thì nhà hả? Một tay mát luôn anh. Cái mình 322. Em mang vô, em mang vô là lực tay em tăng 300 luôn á. Này bao tay cũ này, bao tay cũ là 231. 231 cái 5K8 à. Mang một tay này má 6K1 vãi luôn. Bao tay mắt đẹp hơn này. Bao tay đồng cừu ấy, bao tay đồng cừu là đẹp hơn. Cộng bao nhiêu cấp nó không quan trọng. Đây giờ thì nó không có hỗ trợ cái gì cả. Không, cộng 3 cấp chứ cái kỹ năng gì nè. Đấy là một ít. Được nha, giờ mở nói rồi nha. 3 cấp cái kỹ năng. Mở đường môn. Mở nó đường môn nha anh em. Làm luôn có cái gì cộng thì nó. Móc 26 là móc 81. Ừ đúng rồi. Ừ, okay. em mang nhẫn này mà. Tràng sâu. Thiên Quang đúng không? Thiên Quang. Đây có là mất tích về cái ngày lấy đấy. Đâu đâu? Là Vân Nam này. Thiên Quang, Thiên Quang. Biển kinh trung tâm hả? Là Vân Nam. Em thử tóc bao nhiêu, đủ má đặt tóc giùm gái. 33 cấp được không Hoàng? Được. Ngon. Ngon. Đẹp đạt không? Có lắm hay là đẹp tiki. Đủ một hà năm mấy không? Đủ một mặc thêm áo giúp tình nữa đủ. Áo nhu tình. Nếu mà có vòng ban chủ thì nếu mà có vòng quốc chủ thì không cần, nhưng mà không có vòng quốc chủ mặc nhu tình là đủ. Đủ má khổ vậy ta. 37 còn phải mặc cái này 33. À không vậy thôi đặt một hai mấy thôi, giờ mặc nhu tình nó mệt quá. Không, mặc nhu tình đi. Đâu nè, ta đang giao dịch nè. Đó, đi với Nga Mi. Ủa, thằng Huy là cái gì? À, mặc nhu tình đã đi với Nga Mi vậy? Quá. Huy là gì đây? Em lấy tại tiền kinh. Nó này tính là mặc áo nhu tình là đặt 158 đúng không? À, ok. Vậy thôi chơi theo giống hòn luôn đi. 180, nó phải là rơi vào 180, 179. Má, cuộc hình quá anh Thật ơi. Em cái đai lưng anh Thật ơi. Đấm chuyện nữ luôn. Mấy chừng nữa có 4 kim nữa, vãi lồn. Khải với Thạch Thên chứ trời qua 3 cấp không à. Ai mua, đồng má bao tay này lúa rồi nha, lúa gì rồi nha. Bao tay xuân tinh em mà lúa gì đấy. Má, bao tay vãi lồn. Ai chơi đâu mà, con luôn đau có, mà như còn mua luôn hả? Anh Thắng hả, đâu đây đồng cừu hả? Anh Thắng lấy nhiêu đây, em đỡ cho này. Mấy kim này em lấy một gợi vốn anh ơi. Em mở gần 6 rương mà chả có mẹ gì. Rồi vô đây cho anh 3 kim luôn này. Tự nhiên bác lên anh ơi. Thôi kim. Bán cho mấy ông ấy rẻ thôi. Hôm nay tôi bán có 500 xu với một bạn. Tự nhiên bác đi. 6 kim. Cái này đang móc 81. Được rồi. 10 kim. Ôi túa rồi. Ừ ok anh. Ở tay này đạt 81. Em mua đủ anh ơi. Cho rồi nở 3 kim này. Rồi anh Thật đây em lụm đai lưng anh Thật đây. Anh Thật đai lưng bao nhiêu tiền anh Thật đây? Hả? Cũng đéo được. Qua ba lăng huyện Nam đưa tao món đá đi. Rồi ok anh. Ba lăng thì chuyện đường môn chơi em chuyện chắc chuyện qua nữ rồi mà áo nhu tình. Má mặc 4 kim nữa. Đâu anh ơi? Nè qua trả 50 nữa. Má tụng rạc không. Để giờ đói cái đó đúng không? Má nó mua cái bút phí xong. Ủa em nghe giao dịch nè. Cái gì vậy? Đâu anh? Giao dịch gì tôi vậy? Ai đó, ai đâu giao dịch? Có ba Nguyễn tập quá nè. Đây. Nga thu lương gì nguyên sinh. 11 tháng 10, 10 ngày, nửa tháng. Đừng coi nghe mi em, từ từ em coi thử cái nhẫn nghe mi em hết hạn chưa ta. Nhẫn nghe mi ngày 17, à còn lâu. Giao dịch hôm nay, lấy nào cũng được. Hồi nãy mình mở ra cái gì vậy? À, nhẫn thiếu lâm 1 cấp, nhẫn nghe mi 1 cấp, bao tay 5 độc 1 cấp. Mày đưa tao cái nhẫn thiếu lâm á. Rồi ok.
Nhận thiếu lâm là nửa tháng. Ơi, nhận thiếu lâm một tháng luôn anh Thạch. Cái gì vậy? Ừ, một tháng luôn. Để tao cho con thiếu lâm xe nó mang luôn. Ok, cho nó mang đi một tháng mà. Rồi, để em gọi giờ. Má, bà thầy thông tin này em kiếm chả em bán ngon. Được tay lên to vãi. Thôi giờ em chơi đường môn thì chắc em chơi nọ với đai lưng thôi. Rồi hiếm á, má cho hàng hai món thôi, má cho nhiều quá chất. Ừ, hai món thôi. Chủ yếu vũ khí thôi. Như gì không nói, mệt luôn mà. Rồi, vui rồi. Hên quá. Nè nó nè. Sao anh? Bây giờ á, nếu mà cây nọ đó chơi cây nọ thôi để ai mà anh em ai mà có đồ á cứ lên tẩy tụy mà đắp vô thôi. À ok. Hiểu không? Hiểu rồi. Cái trường phái này mày. Quá phơ, cái nọ nhìn đẹp quá này mày. Không chuyển rồi quá phí. Em chuyển qua đường môn. Sao anh? Có nóng nữ chưa? Em chưa có nón luôn anh ơi, chưa có đồ nữ luôn, đồ nữ ba cái đồ tàu lao mà. Có còn đai xương tinh không? Đai xương tinh em sốt rồi anh ơi. Đai xương tinh sốt rồi. Nè để tao coi có cái nón nữ này cũng đẹp nè. Nón này nó vào đéo lụp 88 mà. Cỡ được rồi, có 140 phòng thủ được rồi anh. 140 không? 30 cũng được. 30. 20. 20 hả? Nhiều không được rồi. 20. Được. Em mang theo cái bao tay nữa được. Ok. Để em chuyển qua đường môn này. Nói làm liền là nóng. Rồi. Anh thắng rồi ta. Mày cái bài nó Trung Quốc không? Nó Trung Quốc hả? Nó Trung Quốc cô mới cho Nam Phong rồi anh, mới cho Nam Phong rồi. Hết. Nè, qua lấy này để tao tẩy luôn. Ở đâu? Dương Châu Đông đi. Tu đang giao dịch chắc việc bị tắt máy hay sao? Đây anh ơi. Chưa mà. Tắt máy rồi. Ủa nó còn 4 phút nữa. Rồi, nói chuyện đường môn. Ồp. Thắng đổi phái hoài trời. Không, Nam Hành làm gì, gia truyền không có. Có đai con luôn á, Quynh có đai đường môn là đánh đánh mang luôn, đánh không bằng. Ừ, đang giao dịch cái đội phái mình đâu cũng kìa. Em giao dịch còn đòi cho. Đây. Mất lượt. Nam Hành đâu kích được. Mang Nam Hành mà sao mà lấy lên tóc. Nam Hành không kích được trong phái đâu. Bây giờ tắt máy Huy. Hả? Quản lý trường phái. Mát Tiger nè em ơi. Trường phái mất 26% này. 26% của kêu 12x nè. Ăn về anh thấy mẹ một thằng màu. Chuyện là nó còn 0%. Thôi còn mẹ nó đi. Không quan trọng. Anh kiểm tra rồi bao nhiêu giờ? 9 giờ. Ta muốn chuyển phái đường môn. À 9 giờ, 9 giờ em ao để em đem máy lên Sài Gòn đi làm. Tụ tiễn. Thứ hai phải ở. Đem tăng thử đạt móc không? Không đạt móc thì chuyển qua nữ mang vô tình. Ba cấp, ui má nhìn đẹp thiệt chứ. Thôi. Gần như Phật tổ rồi. Chơi hai món thôi. Em không chơi nhiều nữa. Má chơi nhiều sợ quá. Vậy là giờ ban này mình biết đúng cái này là cái này. Tưởng em chuyển thiên mà. Không định chuyển thiên mà không có đồ thiên anh ơi. Nên khỏi. Chuẩn bị hết bên. Cái gì không bên anh? Anh ơi, cho cái mày cái là đực Huy này, nhặt này. Huy, nhặt đây. Hả? Sao anh? Nhặt đây. Rồi, mang đồ vô anh em ơi. Để coi thử đủ móc không? Móc gì? Cũ vẫn đứng đây nè. Ý là test thử nhân vật nam thử đủ không mà. Em lock vào đó đấy. Sao anh lắm. Nếu không mặc, nó không cũng đủ. Đây lưng 190 sức mạnh. Đường môn à? Ừ. Chú ơi. À, chú cái bao tay năm độc chú có ép lách không? Mẹ tao đưa mày cái nè, 15 ngày không á. Ơi, 149, 149 rồi trong phái luôn rồi. Đèn độc. 35 quyển nè. Đúng rồi, đồ má. Vừa cắn tẹt thì. Mang áo nhu tình nữa, đúng rồi Hoàng ơi. Áo nhu tình nữa đẹp luôn. Ui má bao đẹp luôn em ơi. Áo nhu tình nữa thì tốc độ sẽ được bao nhiêu đây? Đủ má nó nhảy lên một phát. Một nâng cái đó lên bao nhiêu lần tay là nặng rồi.
Năng sức mạnh thân pháp nhiều anh, sức mạnh thân pháp nhiều. Em đánh 10 công. Tùy có lượng máu mà tôi châu không. Nhưng thì thường thường như thường thường như anh năng bao nhiêu? Đi 4 mặt. Lại mà đẻ là 6 ca 2 lần. À, 62 à, ok, đã tính rồi. Mà mày đi bốn mặt á. Mày ăn ban đâu mày ngọc bội như tình được không? Em ban như tình gì em? Kệ có người bán, có người bán ác nhân rồi chú. Thì chơi đường môn mới dứt được thằng Hạo Dân thôi. Xấy vô là nát ngay. Bảo tay nào đẹp đúng rồi, đặt móc rồi, mang ác nhân tình nó đặt móc đẹp luôn. Đẹp luôn, đẹp luôn em ơi. Waffle. Cuối cùng cái ao ước đường môn nọ bảo vũ của mình cũng đã thành công. Má. Thiện cái đồ má ước từ hồi lâu lắc à. Ước từ hồi lâu lắc à, tới giờ đợt em chuyển đường môn á. Mang được cái nọ như thế này thì mới đáng chơi này này. Đó, quá đẹp. Waffle, ôi đồ má, em tăng gì mà em dư còn 41 điểm luôn ông nội ơi. Bơm. Tăng dư 41 điểm kỹ năng. Phải luôn. Đúng rồi. Vụ mô thì dư đang vô bơm thôi. 6k2 rồi, vô thiếu lắm là 6k5 vậy. Ăn cái kia 6k5, coi máu kia nhiêu. À, từ từ coi, 6k5 thì máu bao nhiêu. Máu chưa bằng đồ rồi, đợi coi. Ồ, 6k5 máu không có nhiều thật ơi, gì mà mới có 5k8 máu, 5k8 lượt tay rồi ta. Có bị nhầm không anh Thạch, 5k5 thôi chứ, làm gì 6k5. Anh 6k2 lực tay là máu anh có 3k thôi. Cái đây em tăng nhưng mà gần 600 sức mạnh, quên 600 thân pháp. 600 thân pháp mà sao lực tay mới 6k vậy? Có nhầm không vậy? Từ từ, đỡ đi bình đồ đã tính anh em ơi. Nói chung làm gì làm phải chuyển sang phái nữ. Chuyển sang phái nữ thì mới đạt top 156 được, 158 được. Mấy xuống được bạn. Đấy mới sửa luôn. Đường môn 158 trời. Ừ, đường môn 158, đẹp rồi, cái này đẹp luôn. Dư luôn, dư đến 57 tóc rồi. Quá nhanh. À, đợi lên đảo ra, đợi chuẩn bị đồ lên đảo hả? Đạt lấy được 1 phút nè. Chỗ đi chuẩn bị đồ lên đảo đây mày. Quá đẹp cái nọ, quá đẹp luôn. Chơi gia hạn cái nọ với cái đai lưng thôi. Rồi bao tay hạt nón anh em cứ rớt ra mua lại xài. Dạ rồi. Bài cây đau. Đéo hắn binh ra hả? Nam Hành không có kích được cái kêu tam nhãn ở dưới cu ơi. Nói như thiệt vậy không? Đâu kích được đâu. Nam Hành chỉ kích được tốc độ với lại sát thương thôi. Còn lại cái tam nhãn đâu kích được. Nên là phải đánh xét đằng bang chứ sao lại đi Nam Hành. Đừng mong đi Nam Hành tầm này mà đánh ai nữa, ai cũng ăn bang hết rồi mà. Đừng mong có tiền muốn chơi Nam Hành thôi, chúng ta có tiền nghĩ sao kêu ta chơi Nam Hành. Đây nghĩ sao đai đường môn nữa này, mà sao chơi cái kia được. Ok, đã Khải đi đổi nhân vật nữ đã. Nói là làm liền luôn em ơi, đỡ nó ngồi 85%. Nè. Hậu Nhiên ơi. Đồ toàn đồ đẹp thôi, hết hàng, gần hết hàng. Nghe Huy ơi. Tốc độ đánh của cái bao tay đồng cừu là 26 đúng không? Ừ. Thì ví dụ cái chiêu tiêu dư công mình cộng 4 cấp thì có đủ không? Cộng 2 cấp là đủ. Hai cấp là đủ rồi hả? Còn hai cấp là đủ rồi hả? Nói chung là ông muốn tương đối dễ nhất là bảo là chuyển nữ bảo nhân tình là xong. Thì đó cái anh Thắng đang là nữ đó. Cái bạn bảo nhân tình đánh không được không trận. Thì đó, nó là một chuyện vấn đề đấy, vấn đề quan trọng chỗ đó. Không, nhưng mà tôi tới gia hạn được mà, gia hạn được mà anh em, gia hạn được mà. Ờ, được rồi, Khải coi có gì nè. Nhưng mà sao mày kích được? Xe đăng băng nè. Đây lưng nè, vũ khí nè. Bung tiêu nè. Được rồi, thiếu gì nữa? Mang thêm cái áo, cái bag nè. Cái áo, áo nhu tình. Đây, giao dịch cái áo nhu tình nè. Lấy đặt móc 158 luôn, sấy tống kim bao phơ luôn em ơi. Mày đính như cái băng rồng hả Quy? Thường dùng bác đâm lại áo nhu tình hả? Đang hỏi cho anh Thắng.
À, nhu tình mình còn một cái nữa đâu ta. Giờ đang có đồ 75, 76. Đúng rồi. Như kỹ bán, bán cái không được anh ơi. Em phải mang một cặp nhẫn nó mới lên tóc 101. Cần một cái thôi. Bán cho anh cái. Có chuyện. Bán hình cái thì em không có đủ tóc thì em mang chứ. Chứ em mang hai cái nó mới đủ tóc. Tóc anh mới đánh chứ. Nhưng mà bán cho anh thì em không đủ tóc nữa không? Em không đủ tóc á. Kìa okay, mấy em. Kìa okay, mấy em. Okay, em. Anh lo hỏi anh đã. Hỏi em tính sau nha em nhé. Bán hay không? Nói cho bán vào đây đồng cừu anh thắng 3 kim là bán rẻ cho anh xài cũng được. Chứ còn đấy là 26 là cũng được mà, mang một kỹ năng với lại nhất kỹ là đủ rồi. Đâu có bao nhiêu tình đâu, cái bao nhiêu tình sao đánh. Sao đánh, đùa, đi theo xe tống kim mà. Ờ, lúc đánh mang con báo nó có rồi không? Theo xe tống kim đánh được sao được. À, tao không bị máu kịp đâu. Cái bang nó không bị máu kịp. Đường môn cũng bom được mà, cái bang mấy châu mà sao bom cũng được ta. Đừng đợi bị đánh là cứ dạy mà phản thôi. Rớt còn lâu bị chết mẹ bỏ chết lắm. Cái bang nó châu châu hơn đường môn nữa mà sao giờ chết được. Nè, tôi nói với ông nghe không nghe. Cái bang bọng á có thể ông mang áo như tình thì được, còn cái bang rồng đủ mẹ nó 13 14 ra máu ăn bơm máu kiểu gì. Trời ơi đồ mà áo như tình mình không có áo nào ngon nữa ta. Nè em có cái áo như tình sinh lực cao nè. Ờ cho nên cái sinh lực cao này đồ tìm hoài không có cái áo nào ngon hết trời. Coi cái sinh lực nhiều. Trời ơi em ơi. Nè. Trên bang mà coi được thì qua giao dịch. Đâu. Ừ rồi ok anh cho anh đi tôi nhân bác đi. Má có cái áo mà anh có sinh lực ở 14 mấy à. Thôi bỏ mẹ đi. Khi nào cần thì anh cho lại. Dịch đi. Mày áo kháng lùn. Giày hả? Giày em mang giày nữ kháng băng đi. Tóc 40. Ngày nay giao dịch cái con Nami nè anh. Đây đây. Em có cần thì anh đưa lại cái áo đây này nha. Anh em không thấy chứ 21 cuốn nè, top 1 server nè, đánh tống kim này bao top luôn anh em. Đường môn áo nhu tình nè, đặt móc nè, mà đánh ghiền vãi. Quá ghiền luôn anh em ơi. Mà tôi bảo này đừng có nghĩ cái chuyện là bơm được hay không, mà cứ nghĩ thế là cho khỏe đi. Một khi các ông được đánh thì không áo như tình hay áo định quốc như nào, mà một khi đã bị đập thì áo nó cũng chết. Được rồi. Giỡn hoài không? Giỡn hoài với tôi một hồi với anh. Vậy mua một hồi là gì? Nó hơn nhau thì chắc là hơn nhau một tí thôi. Không thấy đâu, nhiều lắm luôn. Chỉ mua áo 30, 40 là nó khác nhau. Giờ mình rồi. Bao tay. Nhưng bao tay với cái giày mình đỡ đâu ta. Bao tay mình có bao tay phòng thủ làm chậm. Sao thắng lại bán không đau đi làm gì? Ông chuyển cái bang. Bán ở nhà cái nè. Nhà cái nè. Đau đi có đủ tốc không? Đủ anh ơi, vượt móc luôn. Vượt luôn. Bây giờ tôi lái với đã, không cái anh. Tao bây giờ hai món tao còn... Alo, alo. Đến giữa tháng 11 xem ra sao. Sao Thái ơi? Lắm ấy, nhưng mà đi bỏ hai món đi. Cái ạ. À. Anh cũng định chuyển Thứ Yên đấy, nhưng mà hai món kia nó còn đến giữa tháng 11 thôi, đến gần. Người nào lấy hộp quà. Thôi anh Nam chơi công lôn đi, đừng chuyển chi. Đợi cho nhã đi. Anh Thắng có bán nhã cho anh Thắng ơi, đừng rao nữa anh Thắng ơi. Đừng có bán anh Thắng ơi. Đợi nhã nó mang được ấy. Anh thạch em mấy lọ mai cho anh gì? Tóc 27 chậm dữ ta. Bao tay. Bao tay nữ mà nữa đâu trời. Trên một cái tẩy tiền kinh nữa. Đọc chưa đủ sức mạnh. Ai mua cái tẩy? Cái mỗi hoàn thành không mà mày xin lắm gì? Ơ, cái lệch bạc gửi thì kẹt. Thôi chứ còn mình chỉ mớ tiền anh em. Lệnh bài người ta tụi gì người ta không tin, nhưng mà người ta có máy. Mỗi lần đổi phái là mỗi lần mất tiền má gần cả triệu bạc, hơn cả triệu bạc luôn ấy. Còn thằng nào lấy truy cung lại cũng cho cái này.
một lần chuyển phái là mớ tiền. Cho mana mày mày. Chơi thì một kêu. Nhiều anh em không quá ấy là nhiều anh em xem livestream thì cứ nghĩ là nó đơn giản. Ấy là mình nói cho anh em hiểu thôi chứ còn mình chỉ mớ mất mớ tiền anh em. Là mình chơi cỡ đó chứ không phải là mình không biết cách chơi. Đấy, tôi chuyển từ trên gương sang Nami đói. Thôi. Mày tôi chuyển liên tục đây. Nam nữ tôi chuyển như cái máy. 165. Cứ đúng đồ là mua thôi. Thì anh em lên em ơi. Từ anh em tập trung ở thôn đã xong rồi là đổi màu chạy qua một lần. Đổi màu nó đã chạy qua đâu. Tao bảo tập trung sớm đi. Không có gì đâu mày. Không thật phần hay dẫn với giúp kỹ là đúng. Hai dẫn thì thành ra nó 3 món đúng không? Hai dẫn thì thành ra nó 3 món rồi. Là 15 rồi. Nuôi 15. 3 món luôn. Không, nó chơi bình thường nhưng mà cách nói chuyện thì khó chịu, khó nghe thôi. Trời bực lên. Nói dạ ơi, Khải ơi. Cứ bực lên là chữ chữ kia rồi nhưng mà bình thường. Bình thường. Anh em biết là bình thường nhớ, bên này nhiều anh em cũng nhiều khi cũng ức chớ mà. Ngày xưa bên kia đánh trong à. Chú ơi. À, vô tập tính ra sửa lại rồi. Mới mang đâu vậy? Quên làm thắng rồi. Cái phòng.